Rồi, trong cái bài lớp 5 bài 2 bữa trước bài 1 nè, giả sử như cái bài 1 này mình sẽ cho tăng cái kích thước này lên đi, độ rộng này lên, ví dụ như là 24% độ rộng của bức ảnh lên 24%, nó bị nhảy đó. Như vậy lúc này mình điều khiển nó rất là khó, điều khiển đối tượng của chúng ta rất là khó, đúng không? Thì chúng ta sẽ làm một cách khác. Một cách khác, chúng ta không có để các cái đối tượng riêng lẻ như thế nữa, mà chúng ta sẽ tạo ra một cái khối gọi là cái khối 25%. Như vậy để mà mình biết được là cái khối của mình nó được đến đâu, cái trang của mình nó như thế nào, thì các bạn vô các bạn làm giúp cho thầy một cái là body, các bạn kẻ khung lên cho thầy cả. Đó, thực ra cái khung này mình không cần, nhưng mà mình vô mình nhìn trước cái khung của mình nó đến đâu có đã ha. Cái body của mình thì các bạn bỏ vô cho thầy border 1 pixel, rồi solid, black đi. Rồi ok, ngày trước tiên chúng ta chạy lên, chúng ta nhìn thấy cái trang của mình là kích thước của nó đến đâu có đã. Đó, đầu cái trang của mình nè, từ đây đến đây nè, từ đây đến đây nè. Nhưng mà tại sao mà cái đối tượng của chúng ta mới lớn hơn chút xíu là nó đã nhảy rồi ha? Đối tượng của chúng ta lớn lên chút xíu là nó đã nhảy rồi, tại sao mà nó không ra đến người này? Rồi chúng ta sẽ có một cái sửa lại chút xíu chỗ này. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có cái body như thế, và các bạn sẽ định nghĩa cho thầy một cái lớp, gọi là lớp 25%. Định nghĩa cho thầy một cái lớp gọi là lớp 25%, box 25, thầy ghi là box 25 ha, box 25. Thì trong cái box 25 này của thầy đơn giản, thầy sẽ cái border, cái body này thầy để là margin 0, ending 0 đi ha. Body của thầy để width là khoảng cỡ 90%. Mình nói giống như hôm trước là cái bức ảnh của cái view của mình lấy 90% màn hình thôi, chứ mình không có lấy hết. Mình lấy 90% màn hình thôi. Đó. Rồi, sau đó thì thầy sẽ lấy cái margin. Thầy chọn là 0. Auto. Rồi cái trang mình nó tự động nó canh giữa nè, chú ý cái đó dùm nha. Như vậy thì bản thân mình sẽ tự canh cái trang mình vô giữa. Nếu như mà bạn không có border, bạn sẽ không thấy được là cái trang mình nó canh như thế nào. Thì mục đích của mình cấy cái border vô để mình nhìn thấy cái trang của mình cái đã. Rồi sau khi mình hoàn thiện cái layout rồi thì lúc đó mình bỏ cái border đi, hiểu không? Rồi khi mà các bạn thiết kế layout thì các bạn cứ gắn border vô, gắn vô xong mình xem thử đối tượng của mình nó đang ở đâu, nó như thế nào, thì mình sẽ biết mình xử lý. Rồi mình sẽ tiếp mình thêm cái box 25. Box 25 này thầy sẽ cho cái độ rộng của nó, độ rộng của nó là 25%, 25%. Rồi ok, bây giờ ở dưới này nè, thầy tạm thời thầy tắt cái này đi, tạm thời thầy không có dùng đến mấy cái thẻ image này nữa. Rồi thầy cũng dùng body border cho cái này, border cho cái này cũng là 1 pixel luôn, rồi solid luôn ha. Rồi bây giờ của thầy là thầy để màu đỏ ha, width 25%. Bây giờ hai thầy sẽ cho ví dụ như là 100 pixel. Thử đi ha, mình cứ thử trước đi rồi bắt đầu mình sẽ co giảm tính sau. Như vậy ở chỗ này thầy sẽ tạo ra một cái khối deep. Ví dụ như thầy để vô đây là chữ A đi ha, chữ A. Và cái deep này thầy để là class là 2, là box 25.
box 25. Đó, tương tự như vậy thì sẽ tạo một cái khối mới. Rồi. Và cái khối này thì để là chữ B. Chữ C. Chữ D. Chữ E đi ha. Chữ F. G. A, B, C, D, F, G, H. Rồi, ví dụ như vậy. Y, Z, K gì đó. Bây giờ mình view lên thử. Mình xem nó làm sao. Các cái khối này nó sẽ được điền từ trên xuống dưới liên tục từ trên xuống dưới. Như vậy thì các cái khối này nếu như mà chúng ta chỉ điền như vậy thôi đó thì chúng ta sẽ không thấy được nó nằm ngang. Không thấy được nó nằm ngang bởi vì cái khối này của chúng ta đang định nghĩa ở đây nè, 25%. Đó, khối 25%. Thì nó không nằm ngang. Cho nên để mà nằm ngang được, để kéo các cái khối lên trên á, để kéo được các cái khối nó lên trên, nó sắp ngang lót lép, tức là canh trái, rồi cái khối phía sau nó cũng canh trái luôn, tức là nó tự động nó chạy từ dưới nó canh lên, nó canh nối đuôi, khi nào mà hết đuôi thì nó mới xuống dưới. Thì chúng ta sẽ đặt cái chỗ này, cái thuộc tính cho nó của cái box 25 này của mình là lót lép. Rồi mình quay trở lại, mình nhìn cái kết quả của mình được chưa. Đó, nó tự động nó canh lên nè, nó tự động nó canh lên. Nhưng mà nếu như mà mình để đúng 25% thì tại sao mà nó không có ra sát biên, tại sao nó không ra sát biên, nó bị cái gì nữa mà nó không ra sát biên? Vậy mình sẽ nhìn lại cái thằng body của mình mới đặt cái making là so với bên ngoài, nhưng mà đối với những con của nó là bao nhiêu mình chưa có biết. Vậy con của nó mình sẽ đặt pending bằng không và mình xem lại kết quả thì con của nó đã lên chưa. Chưa lên thì mình quay trở lại mình coi cái box 25 của mình này nè. Vậy mình chỉ mới đặt width hay border plot left, nhưng mà so với cha của nó canh với những đối tượng bên ngoài thì mình đã canh chưa? Mình chưa canh. Vậy mình cho bản thân là cái margin của thằng này là không không pixel. Đó, như vậy đó là những cái mà mình cần quan tâm, và có thể là mình giảm cái này xuống một tí, 24% thôi. Rồi, nó sẽ canh lên, được chưa? Đó. Khi mình cho 25 là nó lớn, nó không có đủ để nó canh thì mình cho 24% thôi. Thì các đối tượng của chúng ta nó đã được canh lên trên rồi nè. Đối tượng của chúng ta nó đã được canh lên trên. Vậy chúng ta có 8 đối tượng. Thì sau khi mình canh xong thì tự động 8 đối tượng, 10 đối tượng thì tự động nó hết cái này thì nó xuống dưới. Cứ chạy liên tục như thế. Rồi. Trong cái bot 25 này chúng ta sẽ đặt một cái thẻ, ví dụ chúng ta sẽ đặt một cái class là tên, để chúng ta đặt tên cho cái đối tượng của mình ha. Ví dụ như là trong này chúng ta sẽ đặt cái tên nó có những cái gì đặc biệt nè. Trong cái bút sản phẩm mình tạo riêng một cái bút sản phẩm nữa, thì mình tạo nhiều cái khối ha, một cái class sản phẩm. Cái color column 25 này nè chỉ để chia khung thôi, chia khung. Còn ở trong sản phẩm này mình đặt một cái khối riêng ha, sản phẩm này mình đặt một cái khối riêng. Như vậy trong cái sản phẩm này thì sẽ đặt thêm một cái sản phẩm. Ok, thầy để một cái class sản phẩm. Trong cái sản phẩm này chúng ta sẽ có những cái tham số mà chúng ta đưa vào, ví dụ border radius là để cho nó cong, thì chỗ này chúng ta sẽ sử dụng là 10 pixel chẳng phải box sau đó là để cho nó có cái bóng nhòe của chúng ta. Như vậy độ nhòe là nhòe dày 5 pixel ha, ray. Như vậy chỗ này muốn nhòe á thì các bạn sẽ cho là gì,
0 0 5 pixel là nó sẽ nhòe. Rồi pending 10, pending là nó sẽ canh với gì ta? Pending là canh với gì? Pending là canh với gì ta? Con hay là cha? Pending là canh với những đối tượng con của nó. Con của nó 5 pixel. Rồi test align center ha, test align canh giữa. Rồi các bạn để chỗ này là center. Rồi ok. Như vậy đó là cái class sản phẩm của mình. Thì trong mỗi cái box mà 25 này ha, trong mỗi cái box 25 này mình sẽ đặt thêm một cái div con. Một cái div con. Và cái div con này mình sẽ sử dụng cái class là sản phẩm. Sản phẩm. Trong cái div con mình đặt một cái class sản phẩm. Đó. Rồi ok. Bây giờ bản thân khi chúng ta chạy lên, các bạn nó là xuất hiện cái sản phẩm rồi nè. Xuất hiện cái sản phẩm rồi. Nhưng mà tại vì cái sản phẩm của mình nó chưa có nội dung, cho nên là nó có độ cao tương ứng với một dòng. Tại vì mình không đặt độ cao vô. Còn nếu như mà trong sản phẩm bạn muốn thì bạn đặt độ cao vô. 2 là 100%. Vậy là cái gì ta? 2 100%. Là nó lấy độ lớn. Ha, nó lấy độ lớn độ cao là cha nó. Và chỗ này mình đặt là 90% thôi. Đó, là nó cũng còn hơi cao đó. Ví dụ như là mình đặt cái box 25 này với cái độ cao là 200 thì cái sản phẩm nó cũng tự nhiên nó đi theo luôn. Cái box sản phẩm của chúng ta nó cũng tự nhiên nó đi theo luôn. Đó. Rồi cái gì nữa ha? Chúng ta sẽ thiết lập cho cái sản phẩm chấm tên, tức là tạo ra một cái class con, tạo ra một cái class con bên trong sản phẩm. Là cái font của chúng ta là cho font lớn, rồi font error là hoa, viết hoa, small cap, và màu là màu xanh. Không sai. Như vậy chỗ này các bạn sẽ tạo thêm cho thầy một cái class là sản phẩm rồi chấm tên, tức là tạo ra một cái class con cho cái class sản phẩm. Ở chỗ này chúng ta sẽ chọn là font size. Font size chúng ta chọn len để cho nó tạo ra một cái chữ lớn. Rồi một cái nữa là font font chúng ta chọn là small cap. Rồi color chúng ta chọn gì đây, blue. Đó là với cái tên là chúng ta đặt như thế. Vậy ở trong này với cái sản phẩm mà lúc nãy chúng ta tạo thì bên trong cái div này nè, chúng ta lại tạo một cái div mới. Chúng ta sẽ để cái tên là sản phẩm vô đây. Ví dụ như là sản phẩm là Nokia. Nokia 3310 đúng không? Ví dụ như vậy. Thì chỗ này thầy đặt vô đây một cái class là tên. Class là tên. Đó, được chưa nào? À, bây giờ chúng ta thử gọi cái chỗ này tên sản phẩm. Rồi chúng ta sẽ bị thiếu chút xíu chỗ này, thiếu một cái khoảng trắng thì nó không nhận diện được cái class của mình. Ok, tên ha, Nokia 3310. Chúng ta đã có được cái tên. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái sản phẩm vào, đưa cái image vào. Thì chúng ta có thể là đưa cái ảnh của sản phẩm. Thì chúng ta sẽ viết thêm một cái class cũng là chấm sản phẩm.
Rồi sau đó chúng ta sẽ định nghĩa một cái IMG bên trong sản phẩm ha. IMG bên trong sản phẩm. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ cho nó là con của sản phẩm thì nó mới có ảnh hưởng. Còn những cái khác thì không. Được không? Như vậy thì mình đưa cái dấu lớn hơn. Chỗ này được không á? Được không ta? Còn nhớ cái này không? Như vậy với cái IMG này thì chúng ta sẽ chọn cái độ rộng của nó là khoảng cỡ 90%, tức là bằng cha thôi. Đó, độ rộng của nó là bằng 90%. Mình sẽ thử ha, xem thử là cái sản phẩm khi mình đưa vào nó như thế nào. Như vậy ở chỗ này thì phía bên trong cái tên này thầy lại tạo thêm một cái thẻ là IMG và cái sụp thầy để là emit 4. Rồi mình sẽ xem thử là cái sản phẩm hiện nay của mình đang có là cái gì. Sản phẩm hiện nay của mình đang có là cái gì? Lớn quá vậy ta, nó không nằm trong khung. Rồi mình coi lại không có vấn đề gì ở đây. Nếu như mà mình bỏ cái này đi thì sao nào? Con của class sản phẩm. Ồ, tự nhiên mình đưa thêm cái dấu chấm này vô, dấu chấm là sai rồi. Bởi vì cái đó là nó là một cái thẻ có sẵn mà, đúng không? Mình đưa dấu chấm là sai rồi, đúng rồi, là nó không có tác dụng là đúng rồi. Ok. Như vậy là mình đã gom cái ảnh của mình lại theo đúng cái ý đồ của mình là chỉ 90% của cha nó thôi. 90% của cha nó. Được không? Đó. Ok. Rồi ở chỗ này nè, thầy giả sử như mà cái ảnh nó có cái độ cao lớn hơn. Ví dụ bây giờ mình đổi nó không phải là ảnh 4 mà mình nó ảnh khác đi. Thử coi nó có bị vỡ cái tiêu chí của mình hay không. Mình thử đi ha, mình không biết cái ảnh này là cái gì, mình cứ thử đi. Thấy nó phá vỡ không? Nó nhảy mất tiêu rồi. Nó nhảy xuống dưới rồi, cái con chim cánh cụt này cái độ rộng thì nó được 90% nhưng mà độ cao của nó thì sao? Ha. Như vậy chỗ này chúng ta thử đặt vô không phải là 90% mà chúng ta sẽ để là mark width. Mark width 90%. Mark 2 90%. Mark width 90%, mark 2 90%. Vậy là sao ta? Nó tự động nó co lại. Độ lớn tối đa của chiều cao là 90, độ lớn tối đa của chiều rộng là 90. Còn nếu mà vượt quá 90 thì tự co lại đi. Được không? Như vậy cái hình của mình lúc nào nó cũng nằm gọn bên trong hết. Như vậy thì nó rất là hay ở cái chỗ là mark width và mark height. Rồi tiếp tục, chúng ta sẽ thêm một cái giá chấm sản phẩm. Thì chỗ này mình có thể cách ra thêm một cái giá. Rồi, như vậy giá mình muốn nó hiển thị cái gì? Tùy mình thôi. Bây giờ mình cứ làm theo bài, rồi sau này người ta muốn thì mình muốn hiển thị cái gì thì mình sẽ đưa cái đó vô. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ cho giá, giá là font màu đỏ là in đậm, rồi font size là len luôn. À, chúng ta sẽ chọn font white là bold. Rồi chúng ta sẽ chọn font family, font font size của chúng ta chọn font lớn, rồi color màu đỏ. Ok. Như vậy xuống này chúng ta sẽ đặt vô đây một cái giá, thì cái giá chúng ta sẽ đặt trong một cái thẻ div giá. Ví dụ như tùy, nếu như các bạn muốn cái giá bị gạch chân nó màu khác, cái giá mới nó màu khác thì các bạn phải đặt riêng nha, chứ ở trong này người ta để là cái giá chung, cái giá chung.
màu nói chung nè, giá delete đó, người ta làm giá riêng, giá delete riêng. Như vậy thì trong này chúng ta khi mà chúng ta đặt vào một cái là giá, một cái là giá, một cái là giá delete, thì hai cái nó sẽ có cái màu khác nhau, hai cái nó sẽ có cái màu khác nhau đó, được chưa? Hai cái nó phải có cái màu khác nhau. Như vậy chúng ta sẽ chọn cái giá, rồi bên trong cái giá nó có cái delete nữa, thì chúng ta sẽ chọn vô giá này, bình thường giá của chúng ta, ví dụ như là chúng ta sẽ để một cái thẻ delete giá cũ là 150 đô, rồi giá mới là 149 đô. Rồi chạy lên thử coi nào. Đó, nhảy xuống dưới mất rồi. Nó nhảy xuống dưới cái khung của chúng ta mất rồi. Thì ở chỗ này các bạn cho cái độ cao của cái hình này nhỏ thôi. Tại vì mình coi nó 95% là nó đẩy cái giá của chúng ta xuống. Độ cao của image là chúng ta cho khoảng 70% thôi. 70% thôi. Rồi nó lưu lên. 70 thì hơi cao. Thì chúng ta lại đẩy xuống một tí. Ví dụ như là 80% thử coi làm sao. Rồi. 75% thì hợp lý hơn. Ví dụ như vậy. Thì chúng ta có thể canh, bởi vì chúng ta mới làm mà. Như vậy nó là 75%. Nhưng mà cái giá của chúng ta bây giờ nó làm sao ta? Sao nó chưa có màu đỏ ta? Bạn nào biết sao nó chưa có màu đỏ? Tại sao nó chưa có màu đỏ này? Tại vì trong cái clip này mình đã đưa cái class vô đâu? Class giá mình chưa đưa vô mà. Đó. Ok. Thấy không? Giá nó màu đỏ. Nhưng mà nếu như mà cả hai thứ mà màu đỏ thì nhìn kỳ quá. Bởi vì cái giá delete nó phải cái màu khác đi chứ. Đó, màu đỏ nữa thì nó kỳ. Cho nên là cái giá này chúng ta sẽ viết riêng cho cái tail này nè. Một cái giá khác, một cái màu khác. Như vậy chúng ta sẽ định nghĩa lại cho cái phần giá. Thì nó chúng ta sẽ đi từng cấp bậc nha, từng cấp bậc. Thứ nhất là sản phẩm. Rồi, con của sản phẩm là giá. Rồi, sau đó chúng ta sẽ cách ra, chúng ta viết cho cái thẻ Dell. Thì chúng ta không có chấm gì hết, bởi vì cái thẻ này là cái thẻ có sẵn của HTML, thì chúng ta không chấm. Và chỗ này các bạn sẽ để color là red. G chứ, G rate. Đó. Như vậy thì giá của chúng ta nó sẽ có hai phần và nó đã đổi đi. Giá cũ, giá mới. Được không? Giá cũ, giá mới. Rồi, như vậy thì chúng ta đã có được cơ bản một cái khung, một cái đối tượng là sản phẩm. Bây giờ chúng ta sẽ thử tăng cái kích thước của cái khối lên. Tăng kích thước của khối lên. À, trang của thầy đang view 100%. Rồi, thầy tăng kích thước của khối lên. Cái khối này nè, cái mà chia cột này nè, thầy tăng lên là 300. Đó, các bạn thấy là đối tượng của chúng ta tự động nó tăng lên và có vẻ như là nó thân thiện hơn. Bây giờ chúng ta đổi cái hình khác coi nào. Đổi cái hình khác. Rồi, chúng ta thử đổi cái hình screen 11, thầy cũng chưa biết nó là gì. Ok. Đó. Chúng ta sẽ đi vô tìm cái sản phẩm nha, tìm cái sản phẩm nó có những cái hình phù hợp để chúng ta đưa vô. Còn bây giờ chúng ta mới làm thử thôi. Cho nên là nó ra như thế. Thì hồi nãy là cái chim cánh cụt thì nó hợp lý hơn. Bây giờ chúng ta thử vô một cái trang thế giới di động đi. Thế giới di động để chúng ta lấy các cái hình
các cái hình của người ta thì người ta đã capture sẵn rồi, đã crop rồi, cho nên là mình sẽ dùng các cái hình này nó sẽ dễ cho chúng ta. Đó, các cái hình này nè, nó sẽ dễ cho mình. Mình chọn Size Image. Rồi, chỗ này là iPhone. Các bạn chú ý nha, khi mà các bạn muốn sử dụng tài nguyên của một cái trang nào đó thì tốt nhất là các bạn nên 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 đưa cái trích dẫn của cái trang đó về cuối cái phần footer. Khi mà các bạn làm đồ án á, khi các bạn làm đồ án á, thì các bạn có ví dụ như là sau này các bạn làm đồ án tốt nghiệp hoặc là đồ án môn học á, mà các bạn có dùng hình ảnh của người ta, các bạn có dùng các cái đoạn tép của người ta, dùng video của người ta, thì các bạn tạo ra một cái trang là copyright và các bạn đưa vô cái lời cảm ơn bên trong đó, cảm ơn trang web này, cảm ơn trang web kia, rồi tôi đã sử dụng hình ảnh của trang web này, trang web kia, thì các bạn đưa nguyên một cái trang đó, các bạn cảm ơn hết tất cả những cái gì mà các bạn sử dụng của người ta. Cái này nó hay lắm em. Thứ nhất là giả sử như cái tài sản của các bạn mà public lên mạng, bạn public lên GitHub chẳng hạn, thì khi mà cái thế giới di động người ta thấy hình ảnh của người ta và người ta vô người ta kiện các bạn, thì thực ra người ta nhìn thấy bạn là sinh viên, bạn đang sử dụng hình ảnh của người ta để học tập, và trong khi bạn rất lịch sự, bạn lại đưa cái cảm ơn vô, thì đôi khi người ta lại liên hệ với các bạn á, bởi vì người ta thích những con người như thế. Và khi mà các bạn đi tuyển dụng á, và các bạn đưa cái profile của các bạn là những cái trang GitHub mà nó có những cái profile cực kỳ lịch sự như vậy, thì nhà tuyển dụng người ta cực kỳ hay, happy, người ta thích lắm, bởi vì bạn là con người rõ ràng là cái này của người ta chứ không phải của tôi, mà tôi mượn để tôi làm cái của mình, đúng không? Thì tốt nhất là những cái hình ảnh này, cho dù là bạn, nếu như mà bạn lấy một cái điện thoại bạn chụp cái hình bạn xử lý thì bạn nói ok cái hình đó của mình, còn khi mà mình copy trên mạng về thì chắc chắn nó không phải, mình xử lý lại nó cũng không phải ha. Cho nên là các bạn cố gắng tạo cái thói quen, tạo cái thói quen mà nếu mà các bạn làm một cái đồ án thì các bạn nên đưa vào. Xây dựng trang web lab, lab 5 bài 2 image iPhone Pro Max. Đây, người ta đã ghi sẵn cái tên, mà nhớ cái chỗ này luôn nè, cái này khi mà các bạn lưu file á, nếu như mà bạn bè mình chuyển cái file cho mình mà Zalo hoặc là Facebook mà nó ra một dãy các số ký tự gì không có ăn nhập gì hết á, thì mình lưu lại với một cái tên mà nó có thể nhìn được là iPhone 13 Pro Max 12 gì đó, để làm gì? Để sau này á là nó sẽ giúp cho các bạn làm gì, là sale sale những cái thông tin này rất hay lắm em. Đó, một cái trang web bạn có thể là lưu lại những cái hình của người ta và nhắc lại là nhớ cố gắng cảm ơn người ta, bởi vì người ta đã bỏ công sức ra người ta làm cái này giúp mình rồi, thì mình có cái để mình làm cái bài của mình nó hoàn thiện dựa trên những cái nội dung của người ta, thì mình phải cố gắng cảm ơn. Rồi, thầy lấy xong cái rồ mắt, bây giờ thầy sẽ đi lấy một cái khác đi ha. Đây, ví dụ như Xiaomi. Xiaomi thì bên này nó show hình ảnh kiểu khác hả? Không, cũng vậy, nhưng mà trong trong này mỗi mỗi cái người ta lại rồi mình mượn hai cái thôi. Như vậy mình nhìn kỹ lại cái hình nè, để mình hình dung được là mình làm cái gì.
Trong này nó có cái QR code nè, xây dựng trang web lab lab 5 bài 2 image. Đây cái hình của người ta nè, người ta cho cái độ rộng nha các bạn. À, nhớ là nó là độ rộng nha. Đó, như vậy nếu như mà bạn xài lại á, thì có thể bạn cần phải crop lại á, thì nó mới đứng được ha. Bạn cố gắng bạn crop lại cho nó đứng thì là tốt nhất là mình vô Photoshop, còn không thì bây giờ mình thử một cái trang khác thử nó có cái độ đúng không, FPT của mình đi ha, thử coi nào. FPT shop thử coi nó có cái hình đứng không, ví dụ như là mình cần điện thoại nè, iPhone 13 Pro Max. Rồi mình lưu lại thử xem. Cái này thì lại không lưu được nha, không có lưu image được. Người ta sử dụng một cái phương thức khác để người ta show cái email lên, thì chúng ta lại lại không có chỗ để save image. Đó, chứ không phải là lúc nào mình cũng lưu được file ảnh đâu. Chỗ này người ta không có cho mình. Ok, vậy xuống đây mình lưu cái này, không cho ở trên thì mình lưu ở dưới, chứ ở trên là nó không có chỗ để mình lưu rồi đấy. Cấp bò đi ha. Rồi thầy lấy một cái ảnh đứng thôi để thầy ví dụ cho các bạn thôi, còn sau này các bạn về các bạn sẽ cái này cũng không đứng tí nào, thầy sẽ vô thầy sửa lại một cái, thầy sửa lại một cái nha. Tại vì mình đang cần cái giao diện của mình là nó là ảnh đứng, thì mình tìm cái ảnh đứng cho đã, rồi sau này mình làm cái khác rồi mình tính sau. Rồi thầy vô thầy crop cái này lại, thầy dùng pen cho nó nhanh nha, còn nếu mà sau này các bạn cần thì các bạn sẽ xài Photoshop hay là cái gì đó. Rồi như vậy là để là có cái hình đứng rồi đó, nhìn cho nó dễ nhìn thôi chứ không có gì hết trơn. Cái hình hồi nãy của mình hình đứng là iPhone Pro Max 2, iPhone Pro Max đâu nhỉ, iPhone 13 Pro Max 2 đây. Rồi ok đấy, như vậy mình đã có được cái sản phẩm của mình rồi. Cái sản phẩm này mình sẽ cho nó cao lên tí xíu cái image nè, mình cho hồi nãy là 75, mình cho giờ 80 đi thử coi sao. Rồi ổn hơn rồi đó. Được chưa, 80. Rồi bây giờ tạm thời cái phần mà post 25 nè mình bỏ khung đi, mình bỏ khung đi ha, bỏ khung đi. Xịt sao sao xịt, rồi mình bỏ khung đi. Ok được chưa. Rồi cái phần border của mình cũng bỏ khung đi. Đó, bỏ khung, bỏ khung. Rồi nhiệm vụ của mình bây giờ mình sẽ không có dùng cái ABCD này nữa, mà mình sẽ copy cái sản phẩm của mình ra. Rồi mình có 2 sản phẩm, 3 sản phẩm, 4 sản phẩm, 5, 6, 7, 8. Rồi ok được chưa, mình đã có 8 sản phẩm. Và nhiệm vụ của mình bây giờ có thể là mình sẽ đi tìm hình ảnh khác, mình đổi tên lại, mình đổi giá lại được không. Như vậy thì ở cái bài này chúng ta đã hoàn thiện được cái bài sản phẩm của mình. Và cái quan trọng là
Bây giờ nếu mà thầy hồi nãy thầy cố tình thay đổi từ 75% lên 80% lên 90% thì sao ta? Thì sao? Đây, thầy cố tình thầy thay đổi lại nè. Bây giờ giả sử cái bức ảnh của thầy, độ cao của bức ảnh hồi nãy là 80. Bây giờ thầy tăng lên đến 90 đi. Lưu lại. Nó làm sao nhỉ? Nó làm sao? Hello. Nó làm gì? Nó đẩy cái giá của mình ra. Nhưng một điều mà chúng ta cần lưu ý là bốn sản phẩm trên một dòng nó luôn luôn là bốn sản phẩm trên dòng, hiểu không? Luôn luôn là bốn sản phẩm trên dòng, mình có tăng cỡ nào đi nữa thì nó cũng không có bị nhảy cái sản phẩm của mình. Nó hay là ở chỗ này, khi mà các bạn làm cái trang sản phẩm mà các bạn không đưa vô cho thầy một cái box là như thế này, là cái trang sản phẩm của các bạn thầy đánh giá thấp, không có một cái box để mà bao, để mà giữ bên ngoài, được không? Thì cái của các bạn sẽ không được đánh giá cao. Bây giờ chỗ này thầy cho nó lên 95%, tức là thầy lấy gần hết cái box thì nó bị nhảy nè đó, cho nên thầy lấy 90 là nó vừa. Ok, được chưa? Hello, hiểu không mấy em ơi? Rồi đó, như vậy thì chúng ta đã làm được cái trang này. Và cái trang 2 này thì tạm thời thầy sẽ lưu là bài 2. Khi mà các bạn làm thì các bạn cố gắng lưu cái folder giống như thầy, cố gắng tổ chức folder giống như thầy. Ví dụ thầy sẽ để là QB code, là Quang Bình code, rồi xây dựng trang web, rồi các bài lab. Bài lab thì có lab 1 đến lab 5, và trong lab 5 thì chúng ta có thư mục bài 1, thư mục bài 2, chúng ta để rất là rõ ràng, được không? Như vậy khi mà các bạn mở bài cho thầy chấm á, các bạn chỉ cần chọn open folder và các bạn chỉ vô cái folder là xây dựng trang web, các bài lab, là mở hết tất cả các bài cùng lúc ha, không có đi chọn từng bài nha. Khi mà chấm bài mà ai chọn từng bài từng thư mục là coi như bị trừ điểm rồi đó. Thì mình mở một thư mục duy nhất thôi, là tất cả các bài lab của mình là nó nằm ở bên trong đó. Ok, chọn select folder. Rồi, đây, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5. Ví dụ bài 2 mở ra. Đó, bài 2 nó ra đây. Và chúng ta chọn chạy. Ok, thế là xong. Và trên cái Visual Code của các bạn á, các bạn cài cho thầy cái extension là Lee Server. Nếu mà bạn nào chưa cài thì tranh thủ cài vào. Ha, chưa cài cái này thì tranh thủ cài vào, chứ không có chọn run nha, không chọn run nha, tại vì mình run nó có nhiều cái vấn đề mà sau này mình sẽ không 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 được hỗ trợ. Ví dụ các bạn chọn chạy từ server thì nó bảo server giả lập của bạn là 127.0.1, còn nếu như mà các bạn chọn run á, chọn run là các bạn chọn ở đây, các bạn chọn vô run, các bạn chọn run lên thì địa chỉ của các bạn nó sẽ là Q, là ổ đĩa D, ổ đĩa D. Như vậy cái này nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình code của các bạn sau này, nó có một số cái vấn đề mà mình cần phải có cái hot giả lập đó, thì các bạn nên cài cái Lee Server vào. Rồi một cái vấn đề nữa mà mình làm cái bot á, nó hay ở chỗ là 25%. Bây giờ mình cho nhỏ lại nè, cho nhỏ lại nè, thấy không? Nhỏ lại có nửa màn hình, chưa được nửa màn hình thì nó cũng là 25%. Nhưng thầy giả sử thầy không muốn thế, thầy muốn là khi nhỏ lại đến đây là dừng, không được nhỏ nữa, đến đây là ok rồi ha, đến đây là được rồi,
Thì chỗ này các bạn chú ý đặt cho thầy một cái thuộc tính, đặt cho thầy một cái thuộc tính cho cái box 25 của mình. Hồi nãy mình để width là 24%, nhưng chỗ này thầy để cho thầy min width, giả sử đặt cho thầy là 100 đi, bởi vì mình chưa biết là nhiêu mà, mình cứ thử. Min width là 300 đi. Tất nhiên là tí nữa mà nó có vấn đề là mình sẽ thay đổi. Rồi, min width là 300, chạy lại nhảy nè, min width là 300 mà là nó lớn hơn 25%, cho nên chúng ta giảm xuống, giảm cái min width xuống, min width xuống còn 200 thôi. Ok rồi, bây giờ mình cho nó nhỏ lại nè, quan trọng nhất là lúc nhỏ nha, lúc nó nhỏ lại. Ok, thấy không, mình kéo nhỏ xuống là nó không đủ chỗ, là nó nhảy xuống dưới chứ nó không có nhỏ quá. Khi mà các bạn thiết kế một cái trang web á, mà các bạn kéo nhỏ mà nó vẫn nhỏ được á, thì nó bị cái gì, người xem người ta đâu có xem được đâu, vậy cái trang web của mình mở lên cũng vô nghĩa, đúng không? Mình phải để cho người ta xem được. Vậy cái độ lớn mà nhỏ nhất để xem được là giả sử mình đặt là 200, nếu không đủ chỗ thì nhảy xuống dưới giùm tôi. Hiểu được chỗ này không? Hiểu được chỗ này là tại sao mình phải đặt min không? Đó, tức là đôi khi mình không chú ý, nhưng mà nhỏ quá đâu có xem được đâu, để làm gì, vô ích vô nghĩa. Đó, ví dụ như cái trang mà kéo vừa vừa thôi chứ kéo nhỏ quá nó xem được đâu. Đó, thì các bạn phải chú ý giùm thầy ha. Đó, thì các bạn sẽ để bao nhiêu đó là hợp lý thì tùy. Khi mà các bạn lập trình các bạn quen rồi thì các bạn sẽ lưu ý được cái con số này. Kể cả là sau này các bạn lập trình là các bạn phải bắt được là cái sự kiện là cái trang của mình là đang xem trên cái màn hình bao nhiêu inch nữa. Nếu mà trang của các bạn mà đang xem trên màn hình 15 inch là khác, nhưng mà trang của các bạn đang xem trên màn hình là 21 inch mà bạn cũng chỉ hiển thị được có 4 sản phẩm thì ít quá, bởi vì cái màn hình nó rất là lớn, không? Rồi bạn xem trên một cái màn hình là 29 inch mà bạn cũng chỉ hiển thị được 5 sản phẩm thì hơi phí. Thì mình sẽ tính toán đến cái việc là với màn hình rộng thì mình hiển thị bao nhiêu. Đó, như vậy thì các bạn hết sức chú ý chỗ này để mình lập trình mà nó tạo ra được một cái sản phẩm gọi là, nó gọi là gì ta, thân thiện với người dùng nha. Ok, còn ai trao đổi gì về cái bài 2 của lớp 5 không? Hello Nguyệt đâu rồi, đi ngủ rồi? Hello, hello.